Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiện của bà ngoại ha. Địa chỉ ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vườn của ngoại lên thanh lý xả cái lô mai cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống hoặc là mình chờ tới 2025 luôn cô chú anh chị ha. Hàng đa phần là những cây ghép hàng gần đầu tiên của chú anh chị ha. Đó. Giá cực kỳ yêu thương luôn ha, vài trăm ngàn cây ha, xả hết luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn nha, mã số 21M ha, là một cây ghép giống cúc tiên ong với lại cúc bi ha cô chú anh chị ha, cúc tiên ong và cúc bi. Cây này ghép đời đầu nha cô chú anh chị ha, từ hồi cái giống có đầu tiên. Rồi. Nè, có quá trời luôn cô chú anh chị ha. Có đế luôn, ngoại cho xin thông số ha. Cây này là cái cây nái mua ngoài chỗ mua về lấy giống luôn cô chú anh chị ha. Cây này quanh được 18. Rồi. Ủa như vậy là không có chào luôn. À. Rồi. Chiều cao thì được 79. Tán ngang là 91. Rồi. Thì cái cây này cái tàn nó rất là tròn mà nhánh nó rất là đều rất ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ giùm rất là mang ơn nha. Cái bộ đế nó rất đẹp nè nha cô chú và quý anh chị mình, bộ đế này cũng ít có. Rồi cái này vô luôn như đi ngoài. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ cho nhà vườn cái như vậy chỉ có 900 thôi nha, coi như là nhà vườn cũng có giảm giá nhiều rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều thật nhiều nha. Rồi tiếp theo cây mã số 22M nha cô chú anh chị, một cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị ha. Cúc hoàng hậu. Và hàng cũng ghép ba đâu rồi cô chú anh chị ha, ghép này cũng già cô chú anh chị nè, liền cái đầu ghép trên cô chú anh chị ha, ba mùa hoàng hậu nha cô chú anh chị, tân lắc ha, coi tân châu nha cô chú anh chị ha. Rồi ngoài trong số con cây này hả ngoài, cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là 77. Tán ngang là 81. Rồi. Thì cái cây này cái củ đế nó là cái kiểu nó rất là đẹp hết cô chú và quý anh chị mình. Một cây mai được như vậy là cũng cực lắm nha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cái như vậy chỉ có 900 thôi nha. Rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 23M cô chú anh chị ha, một cây cúc không nhị hoàng quyết long cô chú anh chị. Rồi, cho con xin thông số cái này luôn, cho con xin thông số cái này luôn hả ngoại. Cái này hoành 17. Rồi, nút nụ siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 92. Tán ngang là được 88. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây mà nuôi lên vậy là cũng là quá ngon rồi hen. Thì lấy bo nó cũng rất là nhiều. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 900 thôi nha. Rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 24M của chú anh chị ha. Một cái không nhị hoàng quyết long tiếp tục cô chú anh chị ha. Đây cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha, cây còn đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị ha. Đó, cây không có bị si bị gì hết trơn cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Cũ nè cô chú anh chị ha, nguyên cũ nằm nè. Rồi ngoài đông số này mình còn ha. Cây này 17 mấy tính 17 hoành. Chiều cao là được 78. Tán ngang là được 87. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây này cái tròn, cái tàn nó cũng tròn cũng đẹp nhưng cô chú và quý anh chị mình thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này chỉ có 750 thôi nha.
Rồi, đã cái nay bán cái giá dạ mềm dễ mua lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 25M cô chú anh chị ha. À, một cây bạch mai miếng điện cô chú anh chị ha. À, bông từ 8 cho tới 12 cánh nha cô chú anh chị ha. Bông nhị vàng cô chú anh chị ha, rất là đẹp nha. Rồi, thông số một con nha mày. Cây già mùa cô chú anh chị ha, cây này ghép lâu dữ lắm, lâu rồi. Nụ siêu nhiều luôn ha. Cô chú anh chị nào thích chân mai bông trắng thì chơi cây này ha. Cây này hoành được 22. Tại nó bạch mai cô chú anh chị ha, lá nó cẩm thạch đó. Nên là nó hơi bị đá, nhìn nó hơi cụ cụ xấu xấu. Chiều cao là được 89. Vàng nụ chất lượng nha cô chú anh chị ha. Sáng nụ cực kỳ nha, không có nụ nào bị cháy nụ ha, bị lép ha. Tán ngang là được 87. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn nha đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái cây này nó cũng là rất đẹp. Cô chú và quý anh chị mình gốc nó cũng to. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 800 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 26M nha cô chú anh chị. Rồi, một cây thọ hương cẩm thạch cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đó không số cây này một con luôn ha. Hoành được 26. Chiều cao là được 87. Tán ngang là được 93. Rồi. Thì cái cây này cái tàn nó đều mà nó có duyên quá nha cô chú và quý anh chị mình, cái hình của nó rất là đẹp luôn. Rồi cái này mình giao lưu vô đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái củ đế nó lên nó rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình, cây như vậy cũng ít có lắm nha, cái bộ đế của nó quá trời đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 900 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 27M cô chú anh chị ha, một cây giả hữu đất cô chú anh chị ha. Hàng già mùa nha cô chú anh chị ha. Cây khủng khiếp cái cây. Ngoài đó hôm số con ha. Cây này ghép được 43 lớn cô chú anh chị. Rồi hôm số giùm con nha. Rồi quanh tài điểm đó đi. Cây này hoành được 24. Rồi. Chiều cao là được 117. Tán ngang là được 108. Rồi. Rồi cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua cái cây này thấy nó cũng rất là có duyên nha cô chú và quý anh chị mình, cái tàn nó quá đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mà thương ủng hộ cho cây này chỉ có 1,2 triệu thôi, là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 28M của chú anh chị ha. Một cây giả hữu đất tiếp tục ha cô chú anh chị ha. À, phôi lớn của chú anh chị ha. Rồi mà đâu số cái này một con ngoài. Rồi nè. Rồi. Cây này ghép dài dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này hoành được 29. Rồi. Chiều cao là được 86. Rồi. Tán ngang là được 98. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu đây ngoại? Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cái bộ đế của nó quá trí lớn này ha, quá trời ngon luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 1 triệu thôi nha, coi như giảm giá cũng nhiều rồi nha cô chú và quý anh chị mình, rất rồi. Là dễ mua nha. Rồi tiếp theo cây mã số 29M của chú anh chị ha, một cây giả hữu đất ghép lúc nhớt cô chú anh chị ha. Cây này ghép già mùa dữ lắm rồi cô chú anh chị.
Ê, cây này thì giờ nó trong cái tàn này nó cũng hơi tống á cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mình mua thì mình về mình muốn rút cốt thì mình ghép thêm giống mới cũng được cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn ha mày. Cây này giả hữu đất ha cô chú anh chị ha. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là 111. Tán ngang là được 113. Rồi. Rồi cái này giao lưu như đây ngoại. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua nhìn thấy cái bộ đế của cây này nó cũng đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cái cây này đúng ra là 800 nhưng thôi cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50 quy, nhờ thương mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 750 thôi nha. Rồi 750 bao xếp ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 30M của chú anh chị ha. À, một cây xôn Sài Gòn tiếp tục cô chú anh chị ha. Cái này cái tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài cho sẽ thông số cái này luôn hả mày. Cái này già mùa của chú anh chị nụ lên nhiều lắm mày ha. Cây này hoành được 23. Nụ rất là ok luôn cô chú anh chị. Chiều cao là được 97. Tán ngang là được 86. Rồi, cái này giao lưu như thế ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn từ trên dưới, từ dưới lên trên ấy, cành nó rất là đẹp nha. Thì cái gốc nó cũng là to. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây như vậy chỉ có 1,2 triệu thôi nha. Rồi cái này cuối clip hả ngoại, ngoại chồng hết con nha. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài múa may bán đắt nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc ạ. Rồi muốn thay mặt cho kênh cũng như ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho ngoại ở những clip trước cũng như clip này. Chúc mong cô chú anh chị mình xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của ngoại nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.